không ít các nhà theo dõi thời cuộc trong và ngoài nước nhận định là năm nay Việt Nam sẽ phải đối đầu với cuộc khủng hoảng lớn. Thế đâu là các điểm cân bàn về bức tranh toàn cảnh của Việt Nam 2009? Tìm hiểu một số ý kiến trong ngoài nước, Việt Hùng ghi nhận. Đưa ra lời bàn về viễn cảnh Việt Nam 2009, ông Lê Hồng Hà, một nhà quan sát chính trị về nội tình Đảng Cộng sản Việt Nam từ Hà Nội cho rằng Việt Nam sẽ bước vào một cuộc khủng hoảng toàn diện lần thứ hai kể từ sau cuộc khủng hoảng lần đầu tiên diễn ra từ năm 1975 đến năm 1985. Trong khi hiện nay, các nhà lãnh đạo Việt Nam cho rằng kim chỉ nam của Việt Nam là phát triển trên tinh thần chỉ hướng của Đại hội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy chính là cái điểm tôi khác các ông lãnh đạo hiện nay. Qua cái phát biểu của các ông ấy, thì các ông ấy coi như là nước Việt Nam nó tuy có khó khăn, nhưng mà tức là các ông ấy tiếp tục bàn vấn đề thi hành nghị quyết Đại hội 10. Mà ý kiến của tôi nó là tình hình thế giới và tình hình trong đất nước Việt Nam nó khác hẳn thời kỳ Đại hội 10. Và đất nước đang rơi vào một cuộc khủng hoảng lần thứ hai lớn, mà toàn bộ cái vấn đề nỗ lực của toàn dân đáng nhẽ phải tập trung vào để vượt qua được cái khủng hoảng này, chứ không phải là vấn đề tiếp tục thi hành Đại hội 10. Cái khủng hoảng lần thứ hai này đây đó, nó có cái khủng hoảng về mặt kinh tế. Mà về mặt kinh tế này đây đó, thì các cái người lãnh đạo người ta đã bắt đầu nhận thấy được từ cái lạm phát mà chuyển sang cái giảm phát và chuyển sang cái suy thoái kinh tế. Nhưng bài phát biểu gần đây nhất của ông Nguyễn Tấn Dũng thì chứng tỏ rằng là các ông đã thấy cái vấn đề suy thoái kinh tế là nguy hiểm rồi. Nhưng mà ý kiến của tôi là cuộc khủng hoảng lần thứ hai này cũng như cuộc khủng hoảng lần thứ nhất là một cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế, về xã hội, về văn hóa tư tưởng, về lý luận, về chính trị, chứ không phải đơn thuần chỉ là một cái cuộc khủng hoảng về kinh tế. Tính chất của cái cuộc khủng hoảng kỳ này đây là cũng rất nghiêm trọng. Những tin tức như anh theo dõi, Bộ Lao động nói rằng là cái khả năng năm 2009 có thể tới 3 triệu người thất nghiệp trong một cái dân số chỉ có 80 mấy triệu, mà nói tình trạng thất nghiệp và lên đến 3 triệu, đấy là một cái nguy hiểm lớn lắm. Về xã hội xuống cấp, tình hình phạm pháp, về vấn đề đạo đức xã hội xuống cấp, về giáo dục xuống cấp, thì phải nói rằng là trên các báo là nhan nhản những cái đó ra. Mà những người nào chỉ cần xem báo mà có tính chất tổng hợp một tí thôi thì thấy ngay vấn đề đó. Tôi đã được xem những cái bản kiến nghị của các đảng viên, người ta kiến nghị với Trung ương là phải nhận định lại cái xã hội, chứ để như thế này là mất cái quốc thể thì nguy hiểm lắm. Quan điểm từ trong nước của ông Lê Hồng Hà, cuộc khủng hoảng của Việt Nam 2009 là về kinh tế, về chính trị, về xã hội và về văn hóa tư tưởng. Trong khi từ bên ngoài, ông Trần Bình Nam, một nhà bình luận hiện đang định cư tại Hoa Kỳ, cũng đồng ý với ý kiến cho rằng viễn cảnh Việt Nam 2009 là khủng hoảng. Nhưng ông lại đưa ra 4 điểm về cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội và về an ninh quốc gia. Nhận định chung về vấn đề kinh tế, ông Trần Bình Nam cho rằng Việt Nam hiện giờ là có một cái khủng hoảng kinh tế. Hiện giờ thế giới cũng đang trải qua một khủng hoảng kinh tế lớn, nhất là tại Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu mình nhớ lại, cái khủng hoảng kinh tế của Việt Nam nó đã bắt đầu rất là sớm. Nó bắt đầu từ cuối năm 2007. Trong khi cái cuộc khủng hoảng kinh tế của thế giới á, thì bắt đầu vào tháng 9 của năm 2008. Như vậy thì mình thấy rằng khủng hoảng kinh tế Việt Nam nó có một nguồn gốc sâu xa hơn. Vì kinh tế Việt Nam cũng là dính liền với kinh tế của thế giới. Cho nên trước cuộc khủng hoảng lớn kinh tế thế giới, thì sự khủng hoảng kinh tế của Việt Nam nó là càng trầm trọng hơn. Đương nhiên vấn đề kinh tế nó liên quan đến nhiều cái lĩnh vực lắm. Mà trong đó có cái sự tham nhũng. Vấn đề tham nhũng mà không giải quyết được á, thì tự nhiên nó có ảnh hưởng đến kinh tế. Cũng liên quan đến kinh tế. Một yếu tố không thể không nói đến, đó là tình trạng tham nhũng đang lan tràn tại Việt Nam mà nhà cầm quyền gọi đó là quốc nạn. Liệu uy tín của Đảng có giảm thiểu hay không nếu như phong trào chống tham nhũng chỉ đánh từ vai trở xuống? Ông Lê Hồng Hà nhận định. Đúng là hiện nay ta đang nói, chưa có cái thời kỳ nào mà uy tín của Đảng đối với dân mà lại giảm sút lên như thế này. Người ta đã đề xuất cái vấn đề rằng là lâu nay, cái vấn đề chống tham nhũng chúng ta nói nhiều nhưng chúng ta làm ít. Và chúng ta lại còn làm những biện pháp lại còn chống lại cái phong trào chống tham nhũng nữa. Cho nên người ta nói là nếu không cẩn thận thì cái việc mà kêu gọi chống tham nhũng chỉ là lừa bịp nhân dân. Người ta nói một cách rất là thẳng thắn đấy. Người ta kiến nghị rằng là chúng ta tiến hành đấu tranh chống tham nhũng kiểu này thì những lời kêu gọi về chống tham nhũng là có tính chất lừa bịp. Trong lĩnh vực xã hội, câu hỏi đặt ra tình trạng xuống cấp trong những vấn đề của xã hội Việt Nam phần nào do ảnh hưởng của xu hướng hội nhập. Ông Lê Hồng Hà nhận định. So với những năm trước đây nó chưa hề có. Những cái vấn đề mà phụ nữ Việt Nam hơn 100 người mà để cho mấy ông rể Hàn Quốc mà sang xem mặt ấy, thì cái là cực kỳ buồn bã.
người ta muốn quy cho cái đó là mặt trái của kinh tế thị trường. Tôi thấy cái cách phân tích này không đúng. Mà cái đó là nếu nhận thức được cả sớm bao nhiêu thì có thể giải quyết sớm bấy nhiêu. Còn bây giờ mà cứ không dám thừa nhận mà cứ lơ lơ láo láo như thế này thì không được. Nếu mà nói về xã hội á, thì mình nhìn đến ba cái lĩnh vực. Đương nhiên là còn nhiều lĩnh vực khác nữa, nhưng mình chỉ nói ba cái lĩnh vực chính cho nó dễ hiểu. Lĩnh vực thứ nhất là lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực y tế, lĩnh vực thứ ba là lĩnh vực giáo dục. Vấn đề văn hóa đó, nếu Việt Nam là một nước Á Châu, trên căn bản là có một cái nền văn hóa rất là Á Đông. Hiện giờ đó, cái sự tử tế giữa người và người nó cũng xa sút hơn xưa nhiều lắm. Thì tôi nghĩ đó cũng là một vấn đề khủng hoảng về văn hóa. Còn về vấn đề giáo dục, cái nền giáo dục Việt Nam bây giờ là nó có một cái sự khủng hoảng từ các cấp tiểu học qua trung học cho đến đại học. Tiểu học và trung học thì mình thấy gì? Học trò đi học, phụ huynh phải đóng rất là nhiều thứ. Con em nó phải học riêng với cả thầy giáo viên. Nếu không thì sẽ được điểm cao, sẽ có lên lớp, sẽ có thi đậu. Còn cấp đại học có thể nói là tệ hơn nhiều. Người ta tạo ra một hệ thống bằng cấp, nhưng mà thực tài thì không có. Còn về lĩnh vực y tế, thì Việt Nam bây giờ không phải là không có những bệnh nhân tốt. Nhưng mà người dân bình thường mà khi mà đau ốm mà phải vào bệnh viện, những cái hàng người mà có nhiều tiền để vào những bệnh viện thật tốt thì có thể nói rất là ít. Nên nói tình trạng y tế của quần chúng thôi, rất là bi thảm. Vào bệnh viện phải có phân biệt. Tức là làm bất cứ một công việc gì cũng phải có phân biệt. Muốn có cái giường ngủ tốt phải có phân biệt. Muốn được bác sĩ đến chăm sóc thường xuyên phải có phân biệt. Cái bức tranh xã hội của Việt Nam không phải là một bức tranh tốt. Những vấn đề về chính trị, về tư tưởng, về an ninh quốc gia sẽ được hiểu như thế nào qua nhận định của ông Lê Hồng Hà và Lâm Trần Bình Nam là hai nhà quan sát thời cuộc trong ngoài nước. Mời quý vị đón nghe trong một buổi phát thanh tới. Việt Hùng, Tài Á Châu Tự Do.